Trẻ thấp còi, trẻ mắc các tật khúc xạ về mắt là thực trạng rất phổ biến ở các trường học hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật huyện Khoai Châu rất chú trọng đến phát triển thể chất cho học sinh. Mục tiêu của trường là hướng tới giáo dục học sinh một cách toàn diện. Mới đây, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã đưa vào sử dụng một sân cỏ nhân tạo rộng 1.200m² và một sân bê tông rộng 1.000m². Cả hai công trình này có giá trị ước tính trên 1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này hoàn toàn là nguồn xã hội hóa từ sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện, đặc biệt là sự góp sức của nhiều thế hệ học sinh trưởng thành đã từng học tại trường. Cơ sở vật chất khang trang là điều kiện để học sinh của trường tích cực tham gia các hoạt động học tập, vui chơi các bộ môn thể chất. Bên cạnh đó, nhà trường còn thành lập lên nhiều câu lạc bộ sở thích để thu hút các em tham gia một cách có tổ chức như câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, võ thuật. Thì theo tinh thần giáo dục hiện nay là đòi hỏi là giáo dục toàn diện và các con không những chỉ học tập văn hóa mà cần phải phát triển cái thể chất cũng như là giáo dục về cái nhân cách và đạo đức. Nhà trường rất là coi trọng cái việc cho các con được rèn luyện cái thể chất trong nhà trường. Chính vì vậy thì với cái phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà trường đã có những cái sự mà kết hợp để huy động những cái nguồn vốn và tạo cho các con những sân chơi bãi tập thực sự là hiệu quả và hợp lý. Hàng ngày giờ ta chơi cũng được nhà trường tận dụng để lồng ghép các hoạt động thể chất như tập bài thể dục 8 động tác, thể dục đầu tiến. Vì vậy, tỷ lệ các em mắc các tật khúc xạ về mắt còn 15%, giảm 10%, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao 18%, giảm 7% so với trước đây. Nhờ được vận động thường xuyên nên tinh thần của học sinh rất thoải mái sau những giờ học căng thẳng.